Táo lại ăn thì ngon nhưng mà hay bị đầy bụng lắm. Ăn mà nó ngọt ngọt mát mát mồm. Thằng Trung này có khách nào dù to thế. Ai cơ? Ông ấy rượu vào rồi. Bông bông đi về. Về. Mày cứ đấy rồi bọn kia nó sủa đau cả đầu. Nam chưa đi học về. Mai bảo anh em nó làm cho.